Lâu lắm rồi Dương Vi không làm livestream. Hôm nay á, Dương Vi làm livestream này phản bác về một số cái luận điệu xuyên tạc của tên Tân Thái cái cùng với đồng bọn của hắn, nhất là cái đám xuyên tạc viên ở trong nước cũng như cái đám lưu vong phản động ở hải ngoại á. Đối với tên Tân Thái này, hắn xuyên tạc về cái tình hình an ninh kinh tế chính trị xã hội của đất nước Việt Nam của chúng ta rất là lâu rồi. Từ khi có Facebook thì hắn đã chuyển sang livestream và cùng với tên Benny Trương đó, hai người này kết hợp ăn ý với nhau rất là chặt chẽ. Đấy. Mà livestream hôm nay á, tên Tân Thái vẫn nhắc đi nhắc lại cái bài ca không quên. Đó là quy chụp cho một số cán bộ cấp cao của Đảng nhà nước ta, đặc biệt là cán bộ của ủy thuộc thuộc ủy viên Trung ương Đảng, ví dụ như Bộ trưởng Bộ Công an này, đấy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải này. Và hắn còn quy chụp thêm Chủ tịch Hà Nội nữa, là những người này thuộc tình báo Hoa Nam cài cắm vào sâu trong cái nội bộ của Bộ Chính trị. Đấy. Nhưng mà Dương Vy lên xin mãi hắn mới cho lên để phản biện cùng hắn, yêu cầu hắn đưa ra cái bằng chứng. Hắn nói những người lãnh đạo này này, những bộ vị bộ trưởng này và vị chủ tịch Hà Nội ấy, là tình báo Hoa Nam, nếu là tình báo Hoa Nam ấy, yêu cầu Tân Thái đưa ra cái bằng chứng cho Dương Vy và hơn 300 người, gần 400 người cùng coi trên Facebook, hơn 1.000 người coi trên YouTube, coi trực tiếp luôn. Nhưng mà hắn không đưa ra được cái bằng chứng đó, hắn nói bảo cái vấn đề bỏ qua. Đấy. Và hắn nói là những cái thông tin đó do một vị tướng cung cấp cho hắn. Nhưng mà vị tướng đó là ai? Là hắn tự nói ra. À. Đấy là về việc của Tân Thái. Nhưng mà cái vấn đề hắn nêu những người đó, những vị lãnh đạo đó là tình báo Hoa Nam từ cách đây 3-4 hôm rồi. Nhưng những người dân chủ cuội ở trong nước ấy, cái đám Chí Phèo F2 ấy, vẫn tin vào những người đó là tình báo Hoa Nam, hay là cố tình tin. Tin thì Dương Vy không biết. Nhưng mà Dương Vy xin thưa với mọi người rằng chỉ cần là một người đảng viên bình thường thôi, cái hồ sơ lý lịch của người ta được cơ quan chức năng người ta thẩm định rất là khắt gao, rất là ngặt nghèo. Thậm chí cái hồ sơ xin việc ấy, người ta chỉ xem qua thôi, rất là đơn giản. Nhưng cái hồ sơ sơ yếu lý lịch của người ta, quá trình hoạt động của gia đình, thậm chí từ đời ông, đời cha, đời cố đội, người ta đều tìm hiểu và moi móc ra hết ở trên cái bàn hồ sơ hết, ở trong sơ yếu lý lịch hết. Nên á, những người không hiểu gì về cái bản chất của lãnh đạo cũng như của Đảng Cộng sản thì mới tin vào những lời nói vu khống bịa đặt của Tân Thái, Benny Trương với cái đám xuyên tạc viên ở trong nước cũng như đám xuyên tạc viên ở hải ngoại, đặc biệt là các đài phản động. Những người đó họ nói các lãnh đạo là tình báo Hoa Nam, tình báo Hoa Nam người ta cài cắm vào Việt Nam để đến năm 2020 sát nhập Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Nhưng mà Dương Vy xin thưa với mọi người rằng cái đây là cái bài ca không quên của những cái kẻ phản động,
từ đài RFA, BBC, đấy, kể cả đài Việt Lai, Việt Ngữ các thứ, bọn chúng đều có bài ca không quên như Tân Thái, Benny Trương vậy. Vâng, em chào chị Phi Nga, chào chị gái thân yêu. Bọn chúng nói năm ngoái, năm 2018 ấy, nói năm 2019 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Đến năm 2019 lại bảo năm 2020 Việt Nam sẽ sát nhập trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Đấy. Cái bài ca ấy, nó muôn thuở, hơn 30 năm nay, 40 năm nay rồi. Lúc những tên lính Ngụy cuối cùng á bước chân ra khỏi cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn năm 1975 á, bọn chúng chỉ quay đầu ngoái lại nói một câu rằng sau 30 năm nữa chúng tôi sẽ quay lại miền Nam Việt Nam và lấy đất nước Việt Nam này, không mất một viên đạn. Đấy là những lời tuyên bố hùng hồn của những kẻ sĩ quan Ngụy, quân Ngụy quyền vào cái thời năm 1975. Thì bọn chúng tính 75, 85, 95, 2005 bọn chúng sẽ lấy Việt Nam, không mất một viên đạn. Nhưng 2002 bọn chúng có một cái tổ chức do Nguyễn Hữu Chánh lãnh đạo 2002 xâm nhập vào Việt Nam, mà nói trên cộng đồng mạng này ai cũng biết tên Phạm Huỳnh Huy Đức với con Lisa Phạm là nằm dưới trướng của Nguyễn Hữu Chánh vào cái thời điểm đó, từng xâm nhập vào Việt Nam nhưng đều bị thất bại nhá. Bao nhiêu vũ khí đạn dược trước đó từ năm 1982 cho đến năm 2002 và đến năm 98, 2008 với 2018 vừa qua, những đợt bọn chúng đem vũ khí, đem đồ đạc, nói chung xâm nhập vào Việt Nam để gây ảnh hưởng, gây sự hoang mang trong dư luận, đều bị cơ quan an ninh và nhân dân Việt Nam phát giác, tố giác và bị bắt hết. Vâng, chào anh Phạm Quang Thùy. Bọn Tân Thái, Benny Trương, bọn chúng ngày ngày kêu gọi trên diễn đàn ở Facebook, mà bọn chúng đăng thẳng trên YouTube, mà trên YouTube có nhiều cái like, ở trên bên Facebook nó chỉ có khoảng 200-300 nghìn người xem thôi, nhưng ở bên YouTube mười mấy 20 nghìn người xem. Với cái số lượng xem như vậy á, YouTube phải trả tiền cho Tân Thái và Benny Trương rất là nhiều, mà các vị không biết, các vị cứ chui thẳng vào YouTube xem, comment ở bên đó không có tác dụng gì, tại sao không vào Facebook đấu mỏ với hắn trực tiếp đi, vào đó để xem, để hắn có thêm tiền. Nên hắn ngày ngày với Benny Trương là một cặp trùng bài lên kêu gọi nhân dân Việt Nam phải xuống đường biểu tình như thế này, như thế nọ. Nhưng cái đám xuyên tạc viên ở trong nước ấy, nó cố tình nó lên ủng hộ ở trên Facebook. Còn những người không biết, những người chưa biết và nhẹ dạ cả tin nghe bên YouTube, cái đó là cái sai lầm cực lớn. Cho nên á, Dương Vy kêu gọi mọi người đang xem cái diễn đàn của Tân Thái bên YouTube nên bỏ đi, chỉ làm lợi cho hắn thôi. Hắn có tiền bỏ vào túi. Và một điều nữa, hắn nói bảo là hắn không gửi tiền về Việt Nam, nhưng hôm qua hắn đã nói từ lúc bắt đầu bước vào con đường đấu tranh chống phá đảng nhà nước đã gửi về nước 500.000 đô cho những ai
cho những kẻ tuyên truyền chống phá đảng nhà nước, những kẻ xuyên tạc viên ở trong nước. Cả cái con Ngọc Lan mà hiện giờ đang bị bắt đấy, cái con mà làm ô xin cho cái trường mầm non gì đấy, đấy, cả Uyên Thùy các thứ, mà Uyên Thùy bây giờ đang lưu vong ở bên Thái Lan đấy, đều được hắn gửi tiền nhá. Mà hôm qua hắn tự nói chứ không phải Dương Vi nói, riêng hắn gửi về Việt Nam 500.000 đô. Đấy. Còn một vấn đề nữa, vấn đề thứ hai, đối với các kẻ phản động, kẻ xuyên tạc chống phá đảng nhà nước đang bị bắt giam và đang bị thi hành án tại các trại giam, còn đòi hỏi phải có quạt, sao không yêu cầu có điều hòa đi? Thậm chí những người dân như chúng tôi không vi phạm pháp luật còn bị cắt điện, còn bị giảm thiểu không dùng quạt nhiều để giảm tải đường lưới điện. Các ông các bà vi phạm, các ông các bà ở trong một cái căn phòng 5-6 người dùng một quạt là được rồi, các ông các bà còn đòi thêm cả điều hòa nữa. Các ông các bà đang đi cải tạo mất quyền công dân nha. Những người như tôi này, như nông dân chúng tôi này, đang là công dân, nhiều lúc còn phải chia sẻ gánh nặng với đất nước, với cả quê hương. Các ông các bà có chia sẻ được cái gì không? Các ông các bà chỉ chống phá, làm cho chính quyền đảng nhà nước nhức đầu thêm, vì các ông các bà làm cho nhân dân người ta căm ghét nhá. Đi tù còn đòi hỏi. Thế tại sao những người người ta cũng vi phạm pháp luật, người ta cũng ở trong trại giam, người ta sao không đòi hỏi như các ông các bà đi, không đòi hỏi như cái đám dân chủ cuội gọi là tù nhân lương tâm các ông các bà đi. Ở trên thế giới này chỉ có Việt Nam mới có đám tù nhân lương tâm này này. Cái đám tù nhân lương tâm này ở đâu ra? Cũng từ cái đám dân chủ cuội, cái đám xuyên tạc viên nó dựng cho cái tên là tù nhân lương tâm. Cái đám này là đám tù nhân vì phản động, phản quốc, chống phá đảng, chống phá nhà nước. Mà trong điều 79 của Bộ Luật Hình sự người ta quy định rõ ràng, cả điều 88. Nhưng mà bây giờ được sửa đổi. Đấy. Cho nên á, các ông các bà thôi đi. Nếu mà trong thời chiến các ông các bà đã bị xử tử rồi, hoặc cho đi cải tạo ở đảo hoang rồi, tại sao cái đám dân chủ cuội này cứ nghe theo cái đám Ba Sọc ở hải ngoại, cái đám Việt Tân ở hải ngoại? Bởi vì cái đám dân chủ cuội ở trong nước này này, cái đám vi phạm pháp luật gọi là tù nhân lương tâm á, trước đấy bọn chúng nhận được những cái đồng đô la bẩn thỉu của cái đám phản động ở hải ngoại nó gửi về, mới chống phá đảng, chống phá chính quyền nhân dân, chống phá
lãnh đạo các địa phương đấy, cháu bị vào tù. Vào tù là bày đủ trò mà bọn chúng học cách của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm á. Nhưng mà rút cuộc mẹ nấm sang bên Mỹ sống bây giờ ra sao? Cuộc sống lầy lất như hành khất ấy. Sống chật vật như hải điếu cây ấy, bây giờ sống ra sao? Còn rất là nhiều người đối với nhân dân chúng tôi này cần là cần những người có trí, có đức, có tài để xây dựng quê hương đất nước. Còn những kẻ chống phá muốn xóa bỏ cái chế độ này này, muốn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đó, thì tốt nhất các vị vào tù rồi xin cái vé tị nạn biến khỏi đất nước Việt Nam này đi. Mà tiện đây Dương Vy cũng nói luôn, cái đám ba que ở hải ngoại này, cái đám Việt Tân với dân chủ cuội ở hải ngoại, đám xuyên tạc viên ấy, các ông các bà đang sống ở một đất nước khác, mang quốc tịch khác, không mang quốc tịch của Việt Nam, không mang ở trong cái chứng minh thư á, trong passport Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, giấy chứng minh nhân dân số bao nhiêu, cái đấy không có các ông các bà. Cho nên các ông các bà không đủ tư cách về pháp nhân cũng như là pháp lý, cũng như là cái quyền nói về đất nước Việt Nam. Đường đường chính chính như những người dân như chúng tôi ở trong nước này này, làm việc gì ấy, cũng phải đến cơ quan chức năng người ta làm hẳn hoi, không phải lên mạng kêu gọi biểu tình biểu tọt đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi nay như thế này, ngày mai thế nọ. Các ông làm gì đủ tư cách đấy? Các ông các bà không phải là công dân Việt Nam, chẳng qua các ông các bà được ông bà cha mẹ tổ tiên các ông các bà sinh ra mang trong dòng trong người cái dòng máu của Việt Nam thôi, chứ thực chất bây giờ cái suy nghĩ của các ông mang kiểu hận thù là thứ nhất. Cái thứ hai, các ông các bà không phải là người Việt Nam, không có quốc tịch Việt Nam nên là không đủ tư cách về pháp nhân pháp lý. Chào chị gái yêu, chào chị võ. Dương Vy cũng nói rồi, vào rất là nhiều các diễn đàn của những cái kẻ phản động ở hải ngoại, từ Ánh Chi, Thùy Dương các thứ, Benny Trương, Trương Quốc Huy, Phạm Phình, Huỳnh Huy Đức vân vân, thậm chí cả một số diễn đàn của cái bọn phản động, cái bọn Việt Tân ngày trước. Nói rồi, các ông giỏi, các ông đừng có lên mạng kêu gọi như vậy. Các ông kêu gọi được, các ông hãy về Việt Nam làm lãnh tụ để lãnh đạo nhân dân, nông dân như chúng tôi đứng lên để thành lập một đảng phái đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng ra ứng cử. Như vậy các vị mới đủ bản lĩnh, chứ các vị núp lùm, nhất là cái đám dân chủ cuội ở trong nước, lên các diễn đàn ở hải ngoại không dám đưa mặt ra. Đấy là những cái con gì, nói đến con gì cũng xúc phạm con đó. Còn cái đám dân chủ cuội, cái đám ba que, cái đám ba sọc phản động ở hải ngoại ấy, thì bọn chúng kêu gọi như vậy, bọn chúng chả mất gì, mà ngược lại bọn chúng được lợi rất là nhiều.
được lợi, lợi ở chỗ nào? Được lợi từ những cái ông bà cụ mà ngày trước đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa, có nghĩa là tay sai là những tên ngụy quân, ngụy quyền ngày trước đu càng đi, bây giờ không làm gì, nhận tiền que phe thôi, nhân ngày kỷ niệm này, ngày kỷ niệm nọ, anh em chúng ta góp một ít tiền đưa cho cái đám xuyên tạc viên như Tân Thái, Benny Trương, Phạm Huỳnh Huy Đức, như Trương Quốc Huy ấy. Thế là bọn chúng có tiền từ những cái đấy là một phần. Một phần chúng kiếm tiền được YouTube trả tiền cho bọn chúng. Nhưng mà người dân ở trong nước này này, những người đó, nhiều người người ta không biết, nhẹ dạ cả tin là những người vô tội, thậm chí bị phạt tiền, phạt tù như vụ 10 tháng 6 2018. Tám Phạm nói rất đúng ấy, cái đám xuyên tạc viên, cái đám ba que lên diễn đàn ở hải ngoại, bọn chúng bịp bợ bà con ở hải ngoại kiếm tiền. Nói đến cái thế hệ thứ hai của bọn chúng, còn nhớ đến cái thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa một chút, còn cái thế hệ thứ ba thì bọn chúng không biết gì về cờ ba sọc của bọn chúng, của tổ tiên bọn chúng. Những cái kẻ đang phản động ở hải ngoại ấy, kết hợp với những cái kẻ ở trong nước này này, những cái kẻ đó vì những cái đồng đô la bẩn thỉu mà đào mồ quốc mả ông bà cha mẹ cả hai bên nội ngoại lên, để làm sao để có những đồng tiền bẩn thỉu đó ăn chơi phè phớn, làm dân chủ cuội, biến thành dâm chủ cuội. Dương Vi nhắc lại dâm chủ cuội nhá, mọi người theo dõi các diễn đàn của các chị em phụ nữ ở trong nước cũng như ở hải ngoại xem. Về sau vì tiền nong, vì tình mà đấu đá, chửi nhau, lộn xộn, loạn xị ngậu hết cả lên. Đấy. Cháu chào chú Phan. Đấy, như ông Đào Minh Quân trước vụ Vương Văn Thả bị bắt, nói bảo là tôi có 12 sư đoàn chuẩn bị về tiếp quản lật đổ chính quyền cộng sản, thành lập chính phủ quốc gia lâm thời. Ông cứ đi ấy đi, cứ chuẩn bị mọi thứ đi. Thế là ba cha con chống đi chống về, chống đi chống lại, bị bắt phạt tù ít nhất 12 đến 13 năm tù, cả ba cha con tổng hơn 30 năm tù. 12 sư đoàn của Đào Minh Quân đâu? Toàn là bịp bợ. 36.000 tỷ của Đào Minh Quân đâu? Toàn láo toét, dối trá. Còn ông Tân Thái nói những cái lãnh đạo, những bộ trưởng, những người ủy viên Bộ Chính trị là tình báo Hoa Nam, cài vào, ông đưa bằng chứng ra. Mà ai nói thì hàng mười mấy nghìn xem, đến bây giờ khéo ở bên YouTube thậm chí gần 100.000 lượt người xem. Còn bên Facebook của ông nữa, người ta yêu cầu xem cái chứng cứ nhưng mà ông không đưa ra được, ông nói láo. Nói luôn về cái vụ Đồng Tâm Đồng Tiếc, ông Nguyễn Đình Kình ấy, bây giờ vớ lẽ ra toàn tiền dân chủ cuội gom vào, tiền ba que gửi cho để ông chống phá chính quyền, thậm chí đại biểu quốc hội cũng bị ông dắt mũi xỏ đi. Riêng tháng 6 2016 18 có một vị đại biểu đã nhắc đến cái vụ Đồng Tâm của ông Kình già, hai cha con ông á, nhắc đến vụ đó
Bây giờ ông đại biểu quốc hội đó, cái lỗ nẻ đất còn không chui xuống được vì quá xấu hổ. Các ông bịp bợm một vừa hai phải thôi. Riêng ở trong đất nước Việt Nam này, có rất là nhiều loại dân chủ cuội. Thứ nhất, dân chủ cuội chính trị như Nguyễn Thanh. Đấy. Dân chủ cuội đất đai, ông là người điển hình nhất. Ông già, ông Nguyễn Đình Kình ấy. Luật sư cuội, có hai luật sư tôi biết rõ. Một là luật sư chuyên ra đi bào chữa cho những cái kẻ đánh bót BOT, BOT ấy. Hai là cái ông luật sư trốn thuế. Luật sư gì mà đi mèo mả gà đồng, đi ngủ với vợ người ta, bị chồng người ta bắt, quay clip tung lên mạng. Luật sư biết luật, ông còn vi phạm luật. Nhất là ngủ chung với vợ người ta. Thứ hai, ông trốn thuế. Cái thứ ba, cái sai thứ ba thì cái việc đấy là việc bào chữa của ông, nhưng mà ông biết cái đó là sai. Cái vụ Đồng Tâm là sai, ông vẫn nhúng tay vào để bào chữa cho cái sai nha. Ông Hải ấy. Đấy. Riêng các vị ấy, dân chủ cuội ở trong nước này, dân chủ cuội đất đai, dân chủ cuội chính trị, dân chủ cuội BOT, dân chủ cuội hiến pháp, dân chủ cuội nhạc, nhạc chế với sáng tác nhạc, dân chủ cuội về công giáo như cha Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân, dân chủ cuội môi trường, rất là nhiều dân chủ cuội mà hiện tại ấy, có hơn 150 mấy, vừa rồi 164 tổ chức cá nhân ở trong nước này hoạt động giáo diết chống đảng nhà nước, chống chính quyền các địa phương. Nhưng mà một số tên đã bị bắt nên Diệu Vy vẫn chỉ có nói là còn hơn 150 mấy, gần 160 tổ chức cá nhân nữa thôi. Cho dù các ông các bà ấy live stream hoặc là lên các diễn đàn của những người khác giấu mặt, nhưng mà cơ quan an ninh người ta vẫn theo dõi được. Vấn đề là các vị vi phạm như nào, có nguy hiểm cho xã hội hay không, người ta mới xích cổ nhá. Như tên Lê Văn Thương á, tức anh vui vẻ kìa, bị cơ quan an ninh thành phố Hồ Chí Minh người ta gọi và xử lý, thậm chí còn cho ngồi ở nhà mát một thời gian. Nhưng sau được 3 tuần nay lại xuất hiện trên mạng, tối hôm qua lại lên cái diễn đàn của tên Trần Nhật Phong để tuyên truyền, để xuyên tạc, để nói bôi nhọ ngay cả đơn vị bộ đội ngày trước hắn đóng quân. Vâng, Thành Quyết.
Riêng tên Lê Văn Thương này này, nếu ai từng là chỉ huy, là đại đội trưởng, đại đội phó của hắn, hắn cái trước giữ chức trung đội trưởng, sau này vì bất mãn vi phạm kỷ luật nên là bị kiểm điểm, nên hắn xin ra khỏi đảng, xin không tham gia bộ đội, sau đó được xuất ngũ về làm dân chủ quậy, quay ngược lại chống phá đảng, chống phá nhà nước. Đấy là Lê Văn Thương. Cái những cái thành phần đó là con sâu làm rầu nồi canh. Hắn xuyên tạc về cả 12 điều mà Dương Vy cũng không muốn nhắc đến cái điều đó. Vâng, Vũ Chí Toàn nói rất đúng. Đất nước thanh bình, trẻ thơ cắp sách tới trường, không bom rơi đạn lạ thì còn mơ ước gì hơn. Mà bọn chó nó cứ cắn càn vậy. Bọn chúng ở Việt Nam nghèo, đói khổ, nhưng rất là nhiều người, nhiều nước ở trên thế giới mơ ước được sống tại Việt Nam, có được cái cuộc sống như người nông dân Việt Nam nhé. Thậm chí rất là nhiều người thành đạt, từng là ở bên kia chuyến tuyến, mà bây giờ về Việt Nam sinh sống, cộng tác với đảng, nhà nước. Còn những kẻ suốt ngày chống phá này, bọn chúng chỉ vì tiền và muốn quậy cho đất nước Việt Nam mình rối tung rối mù lên chơi thôi. Đời nào đi kêu gọi biểu tình như vụ 10 tháng 6 2018, lấy hình ảnh của Tổng thống Donald Trump, lấy cờ Mỹ kéo lê ở trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh á, ở Sài Gòn á. Cái đó là những kẻ cầm cờ với cầm hình ảnh đó là kẻ phản quốc. Tại sao các ông các bà biểu tình lại mang hình ảnh của một vị tổng thống nước khác, cờ của một quốc gia khác ở trên lãnh thổ Việt Nam? Nếu mà là ngoại giao giữa hai chính phủ, hai quốc gia ngoại giao, cái việc đó là việc bình thường. Nhưng cái việc các vị đang làm loạn, mà các vị muốn lật đổ chế độ cộng sản để thay thế một chế độ khác, cụ thể muốn đưa bố Mỹ các vị quay trở lại Việt Nam để đem bom đạn, máy bay, vũ khí, khí tài quân sự hiện đại nhất thế giới vào Việt Nam để đánh Việt Nam thêm một lần nữa, gì cái điều đó không bao giờ xảy ra được nha. Tất cả các kẻ thù trên thế giới, người ta ngán nhất là người dân Việt Nam, đặc biệt là những người cộng sản. Cái ý chí của người ta kiên cường lắm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta được tôi luyện, hun đúc trở thành một con người có bản lĩnh,
vững vàng về chính trị, về tư tưởng, đạo đức cách mạng, đạo đức lối sống, không như cái đám ba que với cái đám dân chủ cuội mọi rợ các vị nhá. Người ta sẵn sàng chết để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương đất nước. Mà những người lính, người ta chết, người ta xung trận chết để làm sao? Để hy sinh cho sự bình yên của gia đình là trước hết, sau đó mới đến quê hương, mới đến đất nước. Đó là cái ý nghĩ của những người lính đơn thuần. Đám ba que, đám dân chủ cuội với đám Việt Tân, đám xuyên tạc viên ở trong nước, các vị biết đến điều đó không? Tại sao những người lính cộng sản người ta xung trận, hàng trước ngã xuống, hàng sau lại tiếp tục đứng lên, để làm sao? Để giành lại độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, để có một đất nước Việt Nam tròn vẹn, và cho con cháu như thế hệ chúng tôi bây giờ sống hạnh phúc. Tôi tin rằng sau 10 năm, 20 năm nữa, đất nước Việt Nam sẽ phát triển, sẽ giàu đẹp hơn bây giờ nhá. Mà tôi đã chứng kiến cách đây 15 năm đổ lại đây thôi, từ thiếu ăn đến bây giờ ăn ngon mặc đẹp, từ đi xe đạp đến đi xe máy, và ngược lại bây giờ đi ô tô và máy bay là những cái mà người dân chúng tôi bây giờ được hưởng thụ. Hôm nay á, có một diễn đàn nói người dân Việt Nam, nhất là ở nông dân ở vùng núi như chúng tôi, thiếu ăn. Tôi xin thưa rằng cái gạo trợ cấp cho những hộ nghèo á, người ta đem đi chỉ nấu rượu thôi nhá, còn lâu mới thiếu ăn. Nói cho quý vị biết là thế. Nên nhớ rằng năm 2019 Việt Nam đã vượt Thái Lan là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Nhiên có người gọi vào.